Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh thay đổi ảnh đại diện Facebook bằng bức ảnh chân dung khoe nhan sắc ngọt ngào, sắc sảo ở tuổi 33. Cô dí dỏm thả thính, ôm em đi, đừng ôm muộn phiền nữa. Bế em này, mặc kệ bế tắc đi. Hi hi. Đáng nói, bên dưới dòng trạng thái của Phương Oanh, Đình Tú không ngại bình luận đối lại hài hước, em đừng cởi, mở vì anh. Tuy nhiên, cư dân mạng sau đó đã nhanh chóng vào nhắc nhở Đình Tú vì anh vừa kết hôn với Huyền Ly Di trong phim Thương Ngày Nắng Về, còn Phương Oanh là vợ của Mạnh Trường của Hương Vị Tình Thân. Khán giả thích thú bình luận, Phan Minh Huyền chồng mới cưới đi thả thính người khác nè. Có cần em xử anh Duy không? Không ấy em triệu hồi anh Long xử cho. Chị Vân Trang ghen đó anh Duy ạ. À, đây là vợ của Sách Long. Còn vợ anh là chị Trang. Đứng trước những ý kiến này, Đình Tú phải nhanh chóng lên tiếng giải thích. Đây là vợ cũ của tôi. Lời đáp trả thẳng thừng của nam diễn viên khiến nhiều người không khỏi bật cười. Vốn dĩ trước khi hợp tác với Huyền Ly Di, Đình Tú đã nhiều lần nên duyên với Phương Oanh trong các bộ phim truyền hình. Cả hai đóng cặp người yêu, vợ chồng trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu 2017 và Cô Gái Nhà Người Ta, Những Ngày Không Quên 2020. Nhờ vậy, họ có thể coi nhau là chồng cũ vợ cũ trên màn ảnh. Hiện Phương Oanh và Đình Tú là hai diễn viên đình đám của vũ trụ điện ảnh VFC. Họ liên tục thủ vai chính trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình ấn tượng lẫn khả năng diễn xuất tự nhiên. Sau vai diễn thành công trong Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh hiện đang tạm dừng đóng phim để tập trung kinh doanh thời trang. Đình Tú cũng vừa hoàn thành xong bộ phim Thương Ngày Nắng Về và được nghỉ ngơi sau hơn một năm bận rộn quay phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.